Hello, xin chào anh chị. Hôm nay bên em lại về Sony W980 anh chị. Con này bự nắp nha. Máy mới, xài siêu bền, khỏi lo. Đó. W980 màu đen. Rồi. Bên trong có gì quay hết. Đó. Sách hướng dẫn. Đầu tiên sẽ hướng dẫn để driver cái máy để ở đây bên này. Rồi cục pin vậy, pin zin nha, nêu 100% luôn. Cặp kết nối tivi, tai nghe chưa lột, cục sạc zin, cáp USB và cuối cùng cái loa. Đó, loa cứ đẹp như vậy, ở trong hộp có loa kèm theo nè. À, đẹp xuất sắc luôn, thấy không? Này tháo dễ lắm, anh chị giật mạnh ở ra thôi. Đó. Mình tháo đi nè. Đó, cái này gắm vô cái máy nè, hai loa nè. Còn mình muốn gắn vô mình để cái lằng này, thấy không? Ấn vô thôi. Đó. Thì nó vậy nè. Rồi bây giờ mình để vô máy trước. Đó. Trước tiên là cuối cùng là cái máy. Đó. Mới dầm chầm. Đó. Rồi đắp lưng lùi ra. Đó. Con này bộ nhớ trong là 8GB nha anh chị. Đó. Trong máy nó có sợi cáp USB sẵn, anh là muốn cài nhạc thì nó cứ đút vô máy tính là bộ nhớ 8GB xài thôi nha. Nói cái hình cái sim nè. Đó, nhẹ nhẹ thôi. Đó, pin vô. Đúng nguồn ở đây. Đó, nó cũng cái đó, giờ chứ. Tắm vô. Con này em mở mạng chạy thiết bị sẵn rồi nha anh chị. Chỉ bỏ sim xài thôi. Không lo gì hết đó. Còn bên không biết. Rồi, ok, lát em thử cái loa luôn nè. Đó. Full hộp thì nó đầy đủ gì nè. Đó, muốn cài nhạc thì cứ chọc cáp USB đây thôi nè. Sợi cáp. Đó. Đó, bỏ sim vô có sóng liền. Bây giờ thử đi. Nghe gọi đơn giản rồi. Thông tin về máy nè, đó. Nè vậy thấy không, giữ 8GB luôn đó. Khi gọi tới là cái này nó hiện đèn đèn gì. Giờ thử chuông ha, thử nhạc đó, biết có nhạc sẵn chưa không biết. Đó. Loa cứ hay anh chị, qua bài cảm ứng luôn. Đó.
Rồi. Tạm tắt đi. Em thử loa thôi. Đó. Chức năng bên trong này cũng đơn giản lắm, thấy không? Tiếng Việt đầy đủ. Đó. Bluetooth. Quản lý bị. Đó, mạng di động. Tắt 3G cho đỡ hao pin. Đó. Chỉ gửi em nè, thấy không? Ở đây là 3G, đó, chỉ muốn cài sao cài. Đó. Khóa. Nói chung là thời điểm ngày xưa là con này mà bán full hộp cả vậy mà có loa là dữ anh chị, em nói thiệt, cái loa nghe hay thiệt. Đấy không? Rất là hay nha, ở ngoài anh chị mà nghe ở ngoài hay lắm, em nói thiệt. Rồi, ok. Máy em có sẵn nha, anh nào thích cứ alo cho em. New full hộp Sony W980. Ok anh chị.